Cho nên mấy con thấy nó có năm cái duyên, năm cái phần để hợp lại thành một con người, thấy không? Cho nên khi mà thành nó hợp lại thành con người thì chúng ta thường thường chúng ta tạo ra cái nghiệp của chúng ta là cái nơi cái miệng của mình, nơi cái ý của mình, nơi suy nghĩ. À, thầy suy nghĩ, bây giờ suy nghĩ, bây giờ phải giết cái thằng đó đi, phải tìm cái cách làm sao hại cái thằng đó hung dữ, thằng đó nó tham lam, nó ác độc, mình sẽ giết. Khi mình nghĩ mình giết người ta là mình đã nghĩ ác, à, cái ý nó có ác rồi. Rồi bây giờ mình suy nghĩ thằng này bữa nào chửi nó một bữa mới đã, à, do đó mình mở miệng ra mình chửi nó thì cái miệng mình ác độc, thấy không? Các con hiểu không? Đó là cái miệng nói ác. Rồi bữa nào đón đường nó đánh nó một bữa, đem cây tầm dâm người cây đập cho nó ngửa, đập nó gần thất ngư hoặc nó chết, mai mốt nó chết rồi thì mình đi ở tù. Các con thấy nhân thì quả mà. Cho nên vì vậy mấy con thấy từ hành động mình làm đau khổ người khác, miệng mình nói làm đau khổ người khác, ý mình suy nghĩ làm hại người khác đều là ác pháp. Các con thấy rõ ràng. Cho nên từ ở trong cái sự tư duy đó thì mình biết rõ ràng là con đường đi của nhân quả. Vì vậy những cái phần đó nó sẽ trở thành cái từ trường thiện hoặc ác mà nó tiếp tục tái sinh luân hồi trong khi mấy con còn sống, mà biết bao nhiêu loài vật, biết bao nhiêu con người khác đã sinh ra thôi, chứ đâu phải đợi mấy con mới sinh ra đâu, không? Cho nên vì vậy mà hôm nay thầy về đây nói về nhân quả, nói về phương pháp tu, giữ tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, bảo đảm mấy con là sẽ được giải thoát. Khi mấy con giữ được tâm thanh thản, an lạc vô sự là như thế nào mấy con thấy không? Nó có tương ưng giống với ai đâu, nó thanh thản là vô sự, nó có tham sân si, nó có phiền não nữa mà nó không phiền não, nó không tham sân si thì nó không giống ai, thì nó sẽ làm sao, nó làm sao còn làm con người ta được, người ta đâu có sanh nó được, nó phải tương ưng, nó giống nhau mới làm con ta được. Mấy con còn tức giận thì nó tương ưng với người tức giận, tương ưng cái sự tức giận đó bằng nhau nó mới làm con người ta được. Mấy con giận hơn thì nó đi tìm cái từ trường mà giận dữ đó, nó đi tìm cái người giận dữ. Mấy con giận ít thì nó đi tìm cái người giận ít mà nó tương ưng, mà nó sinh ra là con người thứ hai, thứ ba, thứ tư. Mấy con còn sống mà mấy con tưởng là mấy con đợi chết rồi nó mới sinh đầu, nó liên tục nó sinh đó. Cho nên mấy con thấy nếu mà người ta không kế hoạch quá gia đình thì trên cái mảnh đất đất nước Việt Nam chúng ta không có đất mà ở đâu, nó đầy hết rồi mấy con. Sau khi hòa bình rồi mấy con sẽ thấy rồi nó đầy ngập, mà nó đầy ngập rồi đấy, nó dịch theo là nó dịch người ta, nó chết cũng đáng lên trời đất, chứ nó không thể nào nó sống được. Bởi vì cái nhân quả mà mình làm ác thì nó mới sanh ra mấy cái thằng ác này, mấy thằng ác này thì nó sẽ bị diệt đi. Các con hiểu chưa? Mà nó diệt thì nó phải chết hết. À, cho nên nếu mà không có kế hoạch quá gia đình thì chúng ta cũng phải bị chết, chết dịch người, chứ đâu phải dịch gia cầm không đâu. Tại vì mấy con ăn thịt gà, thịt dịch thì nó phải chết gia cầm. Mấy con quán, mấy con sợ, mấy con mới phòng vệ, mấy con bảo vệ, mới giết gà giết vịt hết, không có cho làm cho cái kinh tế của đất nước mà nuôi gà vịt heo dê đó họ sẽ bị kiệt quệ. Chứ dám nuôi sao, nuôi ăn vô là chết hết làm sao? Bây giờ mấy con nghe vịt gia cầm mấy con dám mua gà ăn sao? Cho nên vì vậy người ta bán ế hết, thành ra cuối cùng cái kinh tế đó sẽ bị kiệt quệ. Các con thấy không? Tại vì cái nhân quả của chúng ta là không thể, cho nên chúng ta bị. À, mấy con thấy chưa? Cho nên vì vậy trong cái cuộc đời mà chúng ta theo được Phật pháp, chúng ta tu, chúng ta sẽ sống bằng thiện pháp.